Thanh chào sẽ được mến chào tất cả quý vị khán giả và quý vị cùng đang theo dõi chương trình trò chuyện cùng chuyên gia. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả thông mến, hôm nay là ngày 31 tháng 5, cũng là ngày mà Tổ chức Y tế Thế giới lấy làm ngày thế giới không thuốc lá. Kính thưa tất cả quý vị khán giả là trong cuộc sống ít nhiều rồi chúng ta cũng biết đến tác hại của việc hút thuốc lá, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người hút mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của những người xung quanh, của cộng đồng. Và cũng có rất nhiều người đang hút thuốc lá muốn tìm cách cai nghiện thuốc lá nhưng mà không hề dễ dàng. Nhưng mà trong cuộc sống hiện đại ngày nay chúng ta cũng có rất nhiều phương pháp để mà có thể hỗ trợ cai nghiện thuốc lá. Một trong những phương pháp mà chúng tôi muốn nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay đó chính là nhĩ chăm, cai nghiện hút thuốc, thuốc lá. Và để hiểu rõ hơn về phương pháp này, kính mời tất cả quý vị lắng nghe phần tư vấn ngay sau đây của bác sĩ chuyên khoa hai Trần Minh Quang là trưởng khoa nội tổng hợp của Viện Y Dược Học Dân Tộc Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, xin được mến chào bác sĩ Quang. Xin chào, MC. À, kính thưa bác sĩ, đầu tiên thì thành Ráp muốn hỏi bác sĩ đó chính là nghiện thuốc lá liệu rằng có phải là một bệnh lý hay không? Và khi mà một người họ hút thuốc lá mà họ muốn cai thì họ cần chuẩn bị những gì thưa bác sĩ? À, xin chào quý vị khán giả. Thì đầu tiên mình xin chia sẻ cái theo phân loại của Bệnh tật Quốc tế ICD-10. Dạ. Thì nghiện thuốc lá là một cái uh, bệnh lý mà được xếp vào chương tâm thần và mã ICD của nó là F17. Thì chứng tỏ đây là một cái loại bệnh lý và chúng ta cần phải can thiệp vào điều trị và uh, có sự hỗ trợ của các chuyên gia uh, để mà giúp cho người bệnh điều trị cái nghiện thuốc lá này thì uh, thật ra trước khi mà bước vào cái điều trị cai nghiện thuốc lá thì mình cần phải biết là tại sao mà yeah. mình phải cần cái cai nghiện thuốc lá này bởi vì cái vấn đề mà Uh, thuốc lá có hại cho sức khỏe thì ai cũng biết rồi. thật ra phần lớn tôi nghĩ là hầu như ai hút thuốc lá cũng biết cái chuyện đó. Yeah. và bây giờ bằng những phương tiện truyền thông ngay cả trên những gói thuốc và theo những cái luật thì bắt buộc họ phải in những cái hình ví dụ như là ung um thư phổi, ung thư dạ dày, nhồi máu cơ tim, in hẳn lên hình thuốc lá nhưng mà họ vẫn hút. Yeah. thì vấn đề ở đây ở chỗ là khi mà đến quyết định cái cai nghiện thuốc lá này uh, có thành công hay không thì là do tâm lý của cái người hút thuốc lá rất là quan trọng. Yeah. thì người ta tạm xếp cái mà cai nghiện thuốc lá khi người ta bước vào thì qua các giai đoạn như sau thứ nhất đầu tiên là các giai đoạn như là người ta gọi là giai đoạn thờ ơ yeah. thì cái giai đoạn thờ ơ là gì là người hút thuốc lá này người ta gọi là người hút thuốc lá hạnh phúc tức là mình uh, thường là những cái đối tượng này là đối tượng mới hút thuốc lá họ không có nhận thức được rõ ràng là thuốc thuốc lá nó có hại cho sức khỏe như thế nào yeah. và họ hút thuốc lá họ sẽ cảm thấy rất là thoải mái rất là hưng phấn và họ tự tin hơn trong công việc đặc biệt là những cái giao tiếp thì cái này có hai lý do một, một phần là nguyên nhân nó do cái nicotine nicotine là một cái thành phần chính trong cái thuốc lá này và đây cũng là một cái thành phần chính là gây ung thư và các nguyên nhân có hại của thuốc lá và nicotine này nó có ái lực ở trên não rất là mạnh và đồng thời nó lại có tác dụng là hưng phấn thần kinh yeah. à, cho nên là trong giai đoạn này và những người mới hút thuốc thì họ thường không có nghĩ đến chuyện hút thuốc lá, người ta gọi là giai đoạn thờ ơ ờ. và khi mà kéo dài một năm hai năm hoặc là tác động từ bên ngoài thì bắt đầu người ta có ý định hút thuốc lá, mình gọi là giai đoạn có ý định. thì ở giai đoạn này người hút thuốc lá bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về các tác hại của thuốc lá, về những cái ảnh hưởng của thuốc lá đối với người xung quanh và người ta có có ý định bắt đầu cai thuốc nhưng mà giai đoạn này có thể họ chưa có được một cái sự hỗ trợ và cái củng cố cái ý chí quyết tâm đó cho nên là họ họ, họ thoáng nghĩ vậy thôi nên là họ chưa có thuốc yeah. quyết tâm thì đối với uh, những người làm về cai thuốc lá này thì họ mình phải tác động ngay vào cái giai đoạn này để họ sớm tới cái giai đoạn thứ ba rồi là giai đoạn uh, quyết tâm và cai thuốc thì ở giai đoạn này bắt đầu chính là giai đoạn can thiệp của những cái quá trình điều trị thì những cái phương pháp điều trị mình sẽ có là về uh, tây y hoặc đông y về tây y hoặc đông y thì mình có phương pháp là dùng thuốc hoặc không dùng yeah. thuốc thì uh, tất cả những cái phương pháp này sẽ can thiệp vào cái giai đoạn uh, quyết tâm cai thuốc này của người bệnh và khi mà qua giai đoạn quyết tâm cai thuốc này rồi thì nếu như thành công thì mình sẽ tiếp tới với giai đoạn gọi là thành công và giai đoạn củng cố ha thành công rồi thì mình phải củng cố cái cai thuốc lá thật ra để một người mà bỏ thuốc lá được uh, vài tuần vài tháng tôi nghĩ là không khó dạ. nhưng mà vấn đề là làm sao người ta không hút thuốc lại và theo định nghĩa chỉ cần cho dù anh chị bỏ một năm hai năm nhưng mà chỉ cần hít một hơi thuốc thôi thì đó là tái nghiện uhm. cho nên giai đoạn củng cố và giai đoạn duy trì để không tái nghiện là cái giai đoạn khó khăn nhất đối với người hút thuốc thì chính vì vậy ở trong cái hút thuốc lá này uh, Uh, khi mà làm về điều trị thì chúng tôi không có quan niệm là thất bại trong yeah. điều trị cai thuốc. Tại sao không có quan niệm thất bại trong điều trị? Bởi vì khi mình lần đầu tiên người ta bước vào giai đoạn cai thuốc và bắt đầu người ta bỏ thuốc được rồi, sau một thời gian người ta hút thuốc lại, thì mình phải chấp nhận đó là chuyện đương nhiên. Đó là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên uh, sau khi hút thuốc lại đó, người ta lại bởi vì một tác động tâm lý người ta quay lại cai thuốc lần thứ hai yeah. cai thuốc lần thứ ba cai thuốc lần thứ tư thì chắc chắn lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư đó cái thời gian mà để họ bỏ thuốc nó sẽ ngắn hơn những lần đầu cho nên cái khả năng thành công của những lần sau nó sẽ cao hơn những lần trước yeah. thì người ta gọi đây là những cái vòng tròn xoắn ốc tức là những vòng tròn khai thuốc đó nó sẽ đi từ lớn đến bé đến bé đến một lúc nào đó nó đi vào đến một cái tâm thì lúc đó người ta sẽ khai thuốc thật Đúng sự dạ. nên đó là lý do mà mình không có quan niệm thất bại trong khai thuốc và những lần đầu thì mới tất nhiên mình phải cố gắng củng cố tinh thần cho người ta nhưng mà lỡ như người ta có tái nghiện lại thì mình cũng phải chấp nhận cái chuyện đó thì đó là các giai đoạn mà người khai thuốc sẽ trải qua Yeah. À, cảm ơn bác sĩ Quang. Có thể nói là khi mà một người mà hút thuốc lá thì ít nhiều họ cũng đều biết đến cái tác hại của nó và rất là nhiều người họ cũng rất là mong muốn là cai được cái thuốc lá nhưng mà họ chia sẻ rằng khó lắm. Có nghĩa là à, muốn cai rồi nhưng mà ra thấy ông bạn hút thì cũng hút theo hoặc là lâu lâu thấy người ta thì mình cũng trở nên nghiện lại. Vậy thì à, ngoài những cái đó thì có những cái phương pháp nào hỗ trợ họ trong cái việc cai thuốc lá hay không thưa bác sĩ? À, đầu tiên trước khi nói đến phương pháp hỗ trợ thì mình nhấn mạnh lại một ý nữa là quyết định thành công của người cai thuốc chính là tâm lý. Dạ. À, nên là trước khi bước vào giai đoạn can thiệp bất kỳ một phương pháp điều trị nào đó thì mình phải uh, làm một bước gọi là điều trị tâm lý cho người bệnh. Dạ. Tâm lý là gì? Tâm lý là khi mà bước vào uh, cai nghiện thuốc lá mình phải uh, nó có một cái thang điểm đánh giá gọi là thang điểm đánh giá Fonsystem để mà đánh giá cái quyết tâm cai thuốc của người bệnh thì người bệnh càng quyết tâm thì khả năng sẽ càng cao. Có những người họ quyết tâm cai thuốc và họ không cần bất cứ một phương pháp can thiệp nào về đông tây y, về thuốc, về không dùng thuốc, họ vẫn cai thuốc được. Còn khi nào mình cần can thiệp thì khi họ đã có quyết tâm cai thuốc rồi, họ bước vào cái giai đoạn cai thuốc rồi nhưng họ bị một hội chứng gọi là hội chứng thiếu hụt nicotine. Thì vì lúc đó là mình ngưng hút thuốc thì mình không còn nicotine cung cấp cho cho não nữa và lúc như mình nói lúc nãy rồi nicotine là một cái chất uh, nó có ái lực với não mà nó có tạo tác động lên hưng phấn lên hệ thần kinh yeah. bây giờ mình thiếu hụt nó đột ngột thì người đó hút thuốc họ đột nhiên họ sẽ có những triệu chứng rất khó chịu ví dụ như là bức tức, bất ngủ cáo yeah. gắt và thậm chí một số ít có biểu hiện tăng cân này nọ cho nên là họ quyết tâm cai thuốc đã khó rồi và họ gặp những triệu chứng đó nữa thì họ sẽ làm giảm cái quyết tâm cai thuốc dẫn đến thất bại. Thì cái phương pháp can thiệp điều trị của mình chính là can thiệp vào điều trị những hội chứng này. Chứ tôi khẳng định rằng không có bất kỳ một phương pháp nào mà can thiệp lên để người đó bỏ thuốc. Dạ. Người ta muốn bỏ là tự tâm lý người ta phải dạ. muốn bỏ, còn can thiệp ở đây là can thiệp phương pháp điều trị để người ta vượt qua cái hội chứng thiếu hụt nicotine một cách dễ dàng hơn. Dạ vâng. Thì uh, nói về các phương pháp mà uh, điều trị cái hội chứng thiếu hụt nicotine này thì trước đây chúng ta có rất nhiều phương pháp. về dạ. mặt tân dược thì uh, chúng ta có thể là có những cái miếng dán thay thế nicotine hoặc là những cái viên kẹo ngậm, những cái nước súc miệng. Thì uh, về những cái phương pháp đó thì dùng thứ nhất là thời gian cũng rất là lâu dài, dạ. tính phần từ tuần từ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng thì đòi hỏi là bệnh nhân cũng phải tuân thủ và kiên trì điều trị. Cái thứ hai là khi dùng lâu dài nó cũng có một số tác dụng phụ nhất định nên là cũng là hạn chế khi mà áp dụng điều trị. À, về phương pháp y học cổ truyền của chúng tôi thì nó cũng sẽ có những phương pháp, những bài thuốc, dạ. những cái nước súc miệng, những cái thành phẩm để mà hỗ trợ cho người hút thuốc lá hoặc là trước đây chúng tôi cũng có làm cái phương pháp là chăm cứu để giúp cho bệnh nhân có những cái triệu chứng như thiếu hụt nicotine như tôi vừa nói, thì để điều trị hỗ trợ những cái triệu chứng đó. Tuy nhiên chăm cuốn nó có một hạn chế là nó phải có một cái liệu trình, tức là bệnh nhân cũng phải đi đến đây hàng ngày uh, ít nhất là từ 2 đến 3 tuần, dạ. thì cũng đòi hỏi sự tuân thủ điều trị và uh, họ cũng phải có sự kiên trì. Dạ, thì uh, uh, từ năm khoảng 2017, dạ. 2017 thì uh, viện tôi có tổ chức một cái hội thảo là điều trị bằng các phương pháp không dùng thuốc thì trong đó có một chuyên đề là điều trị cai thuốc lá bằng nhĩ châm yeah. thì gốc của cái đề tài này là của trường đại học cung hy hàn quốc à, họ phối hợp với lại đại học y dược huế họ thực hiện cái đề tài này tại sở y tế tỉnh quảng nam yeah. thì họ báo cáo cái chuyên đề đó tại viện thì tôi nhận thấy nó có kết quả khả quan và cũng đơn giản dễ thực hiện thì sau đó tôi cũng áp dụng đề tài này tại viện thì cũng có nghiên cứu Uh, dĩ châm trên người bệnh cai thuốc lá thì uh, đối tượng cái đề tài lúc đó là khoảng 40 bệnh nhân thì mình cũng đã thu được số liệu cũng khá là khả quan dạ. trong đó là khoảng uh, 45% là bệnh nhân sẽ cai thuốc lá được hoàn toàn thì có bốn trường hợp thì sẽ tái nghiện lại sau khoảng 3 tháng dạ. uh, là họ thuốc lại nhưng mà đặc biệt là sau hai lần dĩ châm tức là liệu trình của dĩ châm của chúng tôi là à, dĩ châm là chúng tôi sẽ cài những cái huyệt à, những cái kim dạ. những cái kim ở trên lá tay thì chúng tôi sử dụng từ 3 đến 4 huyệt thì mà cài luân phiên ở hai tay thì khoảng 2 đến 3 ngày chúng tôi sẽ thay kim một lần thì một liệu trình thì chúng tôi sẽ làm 5 lần như vậy à, thì khi mà cài kim lần thứ hai thì bệnh nhân sẽ giảm hẳn cái triệu chứng khó chịu về những cái thiếu hụt nicotine ví dụ như bệnh nhân sẽ giảm bức rứt giảm khó chịu à, giảm cảm giác là mất ngủ lo lắng và uh, sau 6 ngày tức là sau hai lần cài nhĩ châm thì cái số điếu thuốc hút được giảm rất là rõ yeah. uh, nhưng mà khi mà muốn bỏ hẳn thì bệnh nhân cũng phải cần thực hiện ít nhất là từ 4 đến 5 lần nhĩ châm uh, và sau cái liệu trình điều trị như vậy thì cái triệu chứng về tăng cân của bệnh nhân đó, nó cũng sẽ trở về gần như là ban đầu thì đó là sơ lược về cái 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 liệu trình mà nhĩ châm trên cái vấn đề cai thuốc lá này Dạ. À, về cái phương pháp mà bác sĩ chia sẻ là nhĩ châm trong cái việc mà chúng ta hỗ trợ cai thuốc lá thì em cũng muốn hiểu rõ hơn là cái phương pháp này cái cơ chế hoạt động của nó sẽ như thế nào thưa bác sĩ à, về cái cơ chế hoạt động của nhĩ châm nếu mà giải thích ở đây thì hơi khó bởi dạ. vì nó theo nguyên lý của y học cổ truyền dạ. à, thì trên dĩ châm của cây thuốc lá chúng tôi sẽ sử dụng bốn cái huyệt gọi là huyệt thần môn à, điểm về phế dạ. tức là về chức năng của phổi về cái phế quản yết à, hầu và nội tiết dạ. thì nói chung là những cái điểm này cái công năng chính của nó đó là nói về mặt y học cổ truyền thì nó là giúp là cân bằng lại âm dương dạ. à, nó là điều chỉnh lại những cái rối loạn công năng tạng phủ Rối loạn công năng tạng phủ Mà ở đây hai tạng chính sẽ là phế yeah. à, Phế và cái bộ phận người là giao cảm Thì đó là những cái mà do cái hội chứng thiếu hụt nicotine nó gây ra Thì qua những cái huyệt đạo ở vùng tai Huyệt đạo vùng tai à, Thì mình sẽ điều chỉnh lại những cái rối loạn đó Để mình lấy lại sự cân bằng Rồi mình sẽ điều trị cái triệu chứng yeah. Thì đó là về cái cái cơ chế nó nói nôm na như vậy Dạ. Và một cái liệu trình khi mà chúng ta thực hiện cái phương pháp nhĩ châm cai thuốc lá sẽ thực hiện trong khoảng là bao nhiêu thưa bác sĩ? Ờ à, như hồi nãy mình cũng nói qua một liệu trình như vậy thông thường mình sẽ thực hiện từ 4 đến 5 lần nhĩ châm dạ. và mình sẽ luân phiên hai tay. À, khoảng 2 đến 3 ngày mình sẽ thay kim một lần. Khoảng 2 đến 3 ngày mình như vậy tổng cộng một liệu trình của nó mình sẽ mất từ khoảng 12 đến 15 dạ. ngày. À, cái phương pháp này thì mình sử dụng kim thì em không biết rằng khi mà mình sử dụng như vậy thì bệnh nhân mình có bị đau hay không và liệu rằng nó có cái tác dụng phụ gì hay không thưa bác sĩ à, cái kim này á là khi người ta còn gọi là cái nhĩ hoàng yeah. ha, cái nhĩ hoàng thì bây giờ họ làm bằng một cái miếng dán rất là tiện yeah. đó là một cái miếng dán nó một cái đầu kim nhỏ yeah. thì khi mình dán cái 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 điểm đó lên cái la tai của mình thì bệnh nhân có sẽ cảm giác cái cái vùng dáng đó người ta gọi mô tả đó là cảm giác là tức đỏ cái vùng da xung yeah. quanh cái dáng nhưng đây người ta gọi là cảm giác đắc khí khi mình thực hiện một cái châm cứu thì khi người ta có cái cảm giác đỏ bừng ở vùng tay yeah. hoặc là điểm châm hoặc cảm giác tức như vậy thì nó gọi là tạo ra được cái tác dụng trị liệu tại cái huyệt đạo đó ha theo từ chuyên ngành gọi là đắc khí thì tất nhiên mình sẽ có cảm giác hơi tức cái chỗ đó nhưng mà À, tức nhiều khi bắt đầu mình tác động thì tại sao ưu điểm của nhĩ châm so với châm cứu là gì khi mình cài bốn điểm ngay cái huyệt à, ngay cái huyệt ở trên loa tay đó khi mà cài xong thì tất nhiên người bệnh sẽ có cảm giác hơi tức hơi dạ. tức xong rồi sau đó mình không tác động nữa thì nó sẽ trở về bình thường thì khi mà người hút thuốc có cảm giác thèm thuốc thì họ có thể tự dây vào những cái điểm đã cài đó thì lúc đó nó sẽ tạo kích thích ngay tại vùng loa tai đó lúc đó nó sẽ đỏ tê ở vùng tay đó là nó tạo những cái phản ứng để mà giảm cái cảm giác thèm thuốc của người bệnh yeah. đó là một trong các ưu điểm của nhĩ châm với chính vì vậy cho nên mình phải dán để mà mình duy trì duy trì cái đó để người ta tự kích thích thì uh, tất nhiên theo mà khi dán một cái một cái đầu kim vô như vậy thì mình sẽ có cảm giác hơi khó chịu thời gian đầu chính vì vậy cho nên chúng tôi sẽ làm luân phiên từ tay này qua tay kia chứ không còn làm không làm liên tục tức là mình làm bên đây hai ngày thì mình đổi qua bên tay bên này và sau khi đó mình nghỉ hai ngày mình dạ. lại rồi đây này thì uh, uh, đây là một phương pháp rất an toàn rất an toàn và dễ thực hiện đặc biệt là các cơ sở y học cổ truyền các chăm cứu nói chung trong đó có nhĩ chăm thì là một phương pháp khác an toàn từ khi làm thì hầu như là tôi chưa thấy một tác dụng phụ nào chỉ có một cái số chống chỉ định về mặt lý thuyết ví dụ như những cái vùng da bị viêm nhiễm dạ. tất nhiên ví dụ như là hiếm gặp một số trường hợp như zona tai đang nổi mụn nước ở tay thì tất nhiên là mình không có tác động bằng kim gì được rồi. Yeah. Còn lại thì hầu như là không có một cái chống chỉ định gì. À, thưa bác sĩ, nhiều người thì họ lo ngại là sau khi cai nghiện thuốc lá thì có thể bị tăng cân. Từ thực tế điều trị cho bệnh nhân ở viện thì bác sĩ nhận thấy có tăng cân sau khi mà chúng ta cai nghiện thuốc lá hay không thưa bác sĩ? À, cái vấn đề tăng cân do cai nghiện thuốc lá là vấn đề đã được nghiên cứu. Dạ. thì theo người ta thống kê thì trung bình những người cai nghiện thuốc lá thường họ có sẽ có xu hướng tăng cân khoảng từ 2 đến 4 kg ờ, thì cái lý do tăng cân cũng đã được nghiên cứu và đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau trong đó là cái giả thuyết mà thường được chấp nhận đến bây giờ là do cũng là do vấn đề nicotine dạ. thì như mình nói ban đầu nicotine nó là một cái chất uh, gây hưng phấn não gây hưng phấn não đồng thời nó cũng sẽ là làm giảm Uh, cái tiêu thụ nó nó làm uh, giảm cái tiêu thụ năng lượng của cơ thể nên khi mình thiếu hụt cái nicotine đột ngột như vậy thì sẽ làm uh, ảnh hưởng đến cái gọi là cái 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 cái, cái cơ chế kích cái thích cái thèm ăn của não dạ. thì sẽ làm cho cái người hút thuốc lá họ có xu hướng là họ không ăn nhiều hơn và thường họ sẽ chọn những thực phẩm về đường có nhiều đường và tinh bột cái thứ hai nữa là khi mà họ không hút thuốc lá như vậy thì họ sẽ có một cái thói quen là họ sẽ buồn miệng yeah. và họ sẽ phải kiếm một cái gì đó họ nhai à, họ sẽ kiếm một cái gì đó họ nhai và đây là những cái nguyên nhân mà thường sẽ làm cho họ cái xu hướng tăng cân xu hướng tăng cân cho nên đối với những người hút thuốc lá mà họ ý thức được cái chuyện này trong giai đoạn đầu á, yeah. mà họ kiểm soát được cái chế độ ăn của họ thì cái thường cái chuyện tăng cân này sẽ không xảy ra yeah. cái thứ hai nữa là vấn đề mà tập thể dục thì thường những người hút thuốc lá và những cai thuốc là những người đa số xu hướng là họ ít vận động. Họ ít vận động và uh, ăn nhiều nữa như vậy cho nên là chuyện tăng tăng cân là chuyện đương nhiên. Thì để khắc phục vấn đề này thì thứ nhất là mình phải tư vấn tâm lý cho họ trước khi họ bước vào giai đoạn cai thuốc, những cái họ cần chuẩn bị và uh, động viên họ tập về vấn đề thể dục, duy trì thể lực thì mình sẽ giải quyết được cái chuyện này. Dạ. À, thưa bác sĩ Khoa, một người mà họ cai thuốc lá đối với cái phương pháp là dùng nhĩ châm và không dùng nhĩ châm thì bên nào có khả năng tái nghiện cao hơn thưa bác sĩ? Thật ra cái vấn đề tái nghiện không liên quan đến vấn đề dùng nhĩ châm hay không dùng nhĩ dạ. châm. À, mặc dù chưa có một nghiên cứu nào chính thống so sánh giữa hai nhóm, giữa nhóm dùng nhĩ châm và nhóm không dùng nhĩ châm. Nhưng mà về mặt lý thuyết như mình nói rồi, cái quyết định thành công của việc cai thuốc lá và việc tái nghiện cai thuốc lá là ý thức và tư tưởng của cái người hút thuốc. Ha. Cho nên sau khi mà đã cai thuốc lá được rồi bằng bất cứ phương pháp gì bằng dĩ châm hay bằng phương pháp gì khác yeah. thì để họ không tái nghiện thì mình phải chuẩn bị tâm lý cho họ. Mình phải gọi là củng cố cái tâm lý này là họ phải quyết tâm bỏ thuốc và tạo một cái môi trường sống lành mạnh. Ví dụ như là môi uh, ít tiếp xúc với những cái quán nhậu, yeah. những cái những cái khu vực mà cho người hút thuốc hoặc là những cái trạng thái tâm lý về stress về căng thẳng làm cho họ dễ hút thuốc lại thì họ sẽ không tái nghiện à, chứ không liên quan đến vấn đề là mấy anh chị điều trị nghiện thuốc lá bằng phương pháp nào? Dạ, à, thưa bác sĩ ngoài ra thì những trường hợp khác khi mà nghiện game hoặc là nghiện ma túy hại này chúng ta có áp dụng cái phương pháp nhĩ cam này được hay không? Và nếu mà không có thì ngoài ra thì có những cái nhóm bệnh lý nào mà chúng ta có thể áp dụng cái phương pháp này thưa bác sĩ Quang dĩ châm lật ra bản, thức, bản chất của nó đó là một phương pháp chăm cứu và một phương pháp điều trị không dùng thuốc yeah. chỉ có cái khác chăm cứu này là chăm cứu thực hiện ở trên la tai mà thôi cho nên hầu như các bệnh gì điều trị chăm cứu được thì chúng ta đều thực hiện dĩ châm được yeah. à, nhưng mà ở trên thực tế mấy anh chị sẽ thấy à, bệnh nhân sẽ được ít tư vấn để mà điều trị bằng phương pháp dĩ châm này bởi vì thật ra nó là phương pháp đơn giản nhưng mà khó thực hiện khó chỗ nào bởi vì cái huyệt ở trên những cái vùng lo tai nó rất là bé dạ. nó rất là bé cái thứ hai nữa là vấn đề nghiên cứu về nhĩ châm này nó cũng tương đối ít hơn là cái vấn đề thể châm tức là châm cứu ở các vùng khác của cơ thể dạ. à, cho nên là được ít các bác sĩ chuộng ít các bác sĩ chuộng à, điều trị các phương pháp này mà họ thường sẽ thủy châm nhĩ châm uh, xin lỗi thể châm tức là châm cứu trên các vùng cơ khác của cơ thể nhiều hơn uh, nói tóm lại là những cái bệnh nào điều trị châm cứu được thì có thể nhĩ châm yeah. được vấn đề dĩ châm có thể là điều trị các nghiện khác ví dụ như nghiện ma túy hoặc nghiện game hay không về nghiện ma túy ừ. nó cũng cơ chế của nó gần như là nghiện thuốc lá có điều yeah. ở đây cái chất tác động của nó là một phi thì đây đó là một cái chất gây nghiện rất là mạnh tác động lên hệ thần kinh trung ương ha tác động hệ thần kinh trung ương. Cho nên về mặt lý thuyết, chăm cú hay nhĩ chăm nó cũng sẽ hỗ trợ điều trị để vượt qua các triệu chứng uh, khi mà bệnh nhân thiếu hụt cái chất này, giống như hồi nãy giờ mình nói thiếu hụt nicotine Tuy nhiên đối với nghiện ma túy á, thì cái triệu chứng này nó sẽ rất rầm rộ hơn yeah. là cái khai thuốc lá rất là nhiều. Cho nên khi điều trị mình sẽ đòi hỏi phối hợp rất nhiều phương pháp khác chứ không phải là chỉ nhĩ chăm hay không. À, trước đây ở viện thì cũng có gọi là cái khoa điều trị lạm dụng thuốc thì lúc đó các bác sĩ ở đây dùng phương pháp châm cứu để điều trị hỗ trợ cho những bệnh nhân cai nghiện ma túy này à, tuy nhiên thì như mình vừa nói nó còn phải phối hợp nhiều vấn đề khác nữa à, cho nên hiện tại ở đây không còn khoa lạm dụng này nữa mà nên điều trị bệnh nhân ở các trung tâm tập trung cai nghiện thì chăm cứu cũng có thể là phương pháp hỗ trợ còn đến với nghiện game game ở đây thì À, chưa có một nghiên cứu nào để mà và cũng không có cơ sở để mà sử dụng các phương pháp này để điều trị bởi vì đây là vấn đề nghiện về hành vi và nghiện về tâm lý dạ. chứ không phải là nghiện về thực thể nãy giờ mình nói nhĩ chăm điều trị hội chứng thiếu hụt nicotine đây là một nghiện thực thể à, đối với nghiện hành vi và nghiện tâm lý thì mình sẽ dùng tâm lý liệu pháp và tâm lý trị liệu dạ, dạ vâng À, thưa bác sĩ, qua hôm nay là ngày 31 tháng 5 là ngày thế giới không thuốc lá, thì cũng nhân chương trình à, xin phép bác sĩ có thể gửi đến một vài lời khuyên cho tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là những ai họ đang có ý định là cai kỵ thuốc lá một cách thành công nhất, thưa bác sĩ. À, không phải nhân ngày toàn thế giới không khói thuốc thì mình mới gửi đến cái thông điệp này. Thật ra khi mình làm cái chuyên đề này á, thì là à, thứ nhất đó là mình cũng muốn hướng tới một cái cộng đồng không khói thuốc về mặt lý thuyết nhưng mà thật ra chuyện đó rất là khó dạ. càng ít khói thuốc thì càng tốt và bây giờ vấn đề người ta nghiên cứu người ta thấy rằng cái hút thuốc lá này nó không có hại cho bản thân của người hút thuốc mà dạ. cái vấn đề người ta đang lo lắng là nó có hại cho những người xung quanh người hút thuốc người ta gọi là người hút thuốc thụ động thì người ta nghiên cứu rằng trong cái khói thuốc lá của mình nó có ba dòng khói thuốc là một dòng khói thuốc chính tức là dòng khói thuốc mình hít vào của người hút dòng khói thuốc thứ hai là dòng khói thuốc tỏa ra từ cháy từ cái đầu điếu thuốc dòng khói thuốc thứ ba là dòng khói thuốc hỗn hợp là cái khói thuốc do người hút thở ra nó hòa với cái dòng khói thuốc cháy từ đầu thuốc yeah. thì người ta lại thấy rằng dòng khói thuốc phụ tức là dòng khói thuốc cháy từ đầu thuốc cái nguy cơ gây ung thư nó còn nhiều hơn cả cái dòng khói thuốc mà người hút thuốc hít vào cho yeah. nên người ta quan tâm tới sức khỏe cộng đồng của những người hút thuốc thụ động không kém gì những người hút thuốc. Đó, cho nên là mình làm cái chuyên đề này thì mình muốn gửi gắm đến những người hút thuốc lá là uh, khi mình cai thuốc lá như vậy không phải cho chính bản thân mình dạ, mà là vậy. cho những người thân, cho những người thân và người thân là những người chung sống với mình và thân nhất là những uh, vợ con, ha hoặc là ba mẹ đặc biệt là những người lớn tuổi thì uh, mình cũng có một câu chuyện là uh, đây là một đây cũng là một cái yếu tố mà tác động rất lớn đến cái khả năng thành công của người cai thuốc. Ví dụ như mình có một anh đồng nghiệp là ảnh trước đây ảnh cũng hút thuốc thuốc thời gian là cũng hơn 10 năm và thuốc gọi là nghiện mức độ rất là dạ. cao, phải chơi một gói một ngày. Thì ảnh uh, cũng từng cai thuốc nhưng mà không thành công. Ha. Nhưng mà sau này khi mà có gia đình và có con gái và bằng một sự tác động nào đó thì con ảnh nói là uh, mỗi lần ảnh hút thuốc thì con ảnh không cho ảnh uh, ảnh ôm và hôn nữa thì đó là một cái động lực và từ đó ảnh ảnh từ từ ảnh bỏ thuốc luôn thì đó là cái tác động của người thân tác động của người thân và những người xung quanh rất quan trọng cho và khi mà họ cai thuốc rồi thì đây là những cái nguồn động viên động viên và phải được duy trì thì họ mới được củng cố được cái yeah. hành vi uh, bỏ thuốc của họ. Thì đó là những cái điều mà tôi muốn gửi gắm à, thì hy vọng là sau chương trình này thì mình sẽ có thêm một cái bước nhận thức nhiều hơn về cái việc thuốc lá này và mình sẽ củng cố được nhiều hơn cái quyết tâm cai thuốc lá và mình sẽ thành công. Dạ vâng. À thành đó xin trân trọng cảm ơn à, những chia sẻ của bác sĩ Quang trong số phát sóng ngày hôm nay. Mượn một ý bác sĩ Quang để kết chương trình à, thưa quý vị khi mà chúng ta nhắc đến khói thuốc lá thì không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người hút mà còn ảnh hưởng rất lớn đến những người xung quanh đặc biệt là con của mình như bác sĩ vừa chia sẻ, gia đình của mình. Đó là khi mình hút không chỉ một mình mình bị bệnh mà cả gia đình cả xã hội của mình. Cho nên từ ngày hôm nay quý vị nếu bạn đang hút thuốc lá thì quý vị hãy tìm cách à, chúng ta cai nghỉ thuốc lá càng nhanh càng tốt để mà có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau. Hãy đăng ký kênh Alo bác sĩ video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.